Thì bà mang điện thoại vô để mình coi cái YouTube của mình, thế là buồn, chị mang vô. Không cho bác sĩ cho coi hả? Bác sĩ lấy sáng coi 1 tiếng hồ thôi, tối coi 1 tiếng hồ. Sẽ coi căng thẳng đó hả? Rồi mình coi cái này mình nhẹ nhàng, anh biết anh mà bị bệnh, anh bị nhốt quá, anh không mệt hết. Anh phải đi ra ngoài giao thiệp với mọi người, và đi ra cái ánh mặt trời, đi ánh Nắng. sáng đồ rồi, mình mới ăn hết bệnh, mau hết. Chứ bác sĩ kêu mà ở trong này hoài đâu hết bệnh đâu. Có nắng mới được. Thấy hơi hơi, cảm thấy người này cảm thấy hơi hơi hết rồi đó. Là cho thuốc mang về nhà uống đi, đặng đi tới đi lui nói chuyện với người thân, đi ra ngoài kia nọ gặp bạn bè đồ, đi ra ngoài đường ăn uống đồ mới có mới hết mau hết bệnh, chứ mà ở trong nhà hoài là không bị hết bệnh đâu. Chính xác, đúng rồi. Mới ngủ dậy ha. Chào một cái chú đi em. Ngọc là muốn coi lại cái clip mà hôm nay quay của Hồng Ngọc với cái việc đang xem đó. Thấy vui không? Vui không? À. Ngọc nói người ta coi mình cả thế giới coi mình coi. À, coi si mê ha. Đi qua đi về được đó, em có đi đã được đó, ok. Được ca, ok. Cái video mà đi nó kẹo đó, được đó. À, đúng rồi, đi dạo hả? À. Qua bên ngoài, ở nhà đi qua hình nữa hoài. Buồn, thích làm gì, nhà qua nhà qua hình. Ừ. Quay lên mấy cái của người khác này thì tới được lưu chút xíu lại được. Bé này cũng dễ thương lắm nè. Bé này cũng dễ thương lắm nè, nó quay lần nào không? Bé nào? Tiêu rồi. Sao kỳ vậy? Cái này nè. Ừ, đang nổi lên gì á. Nè. À, bé Lại. Đúng rồi. Bé Lại. Bé Lại ở ngoài Huế. Ở lên cũng coi của ông Phi á. Mang bầu á. Bé Lại. Bầu mấy mấy tháng. Rồi em có thích coi cái Lại nữa hả? Cái Lại cũng đi trị bệnh giống như em đó. Hôm trước á, Phi đưa đi chị đó. Đưa đi chưa? Chị rồi đó, về đó đi bán kẹo rồi. Có bầu. Con hết con hết chồng cũng lại. Chồng đó, là người ở ngoài xong rồi dụ xong đi Hàn Quốc rồi. Dụ xong cái xuất khẩu đi Hàn Quốc rồi. Dễ thương dụ. Hồng Ngọc dễ dụ không? Hồng Ngọc đang xem. Cười à. Cười. Cái này thì bà cùng đây. Mập mới coi được ốm xấu quá hả? Mập mới coi được ốm xấu quá. Đúng rồi, lúc đầu thì em ốm. Mập 5-9 cái. Giờ là được nè. Quay hả? Tại giờ đang quay tôi đây hả? Quay gì vậy, quay gì không biết nói gì hết trơn, tôi còn thì cứ quay cô bác thấy cái sức khỏe của em thôi. Đây là chia sẻ sức khỏe. Nhà hay gọn ghẻ đó, tại vì đau cổ lắm. Gọn ghẻ đó, còn có ngày hả? À. Coi sức khỏe của em thế nào? Cứ đi ra ngoài mà mình là bèn bèn, đúng không? Chắc nhỏ này, nghe tiếng này nè. Nào, chắc nha. Ừ, cho đúng. Ừ. Chia sẻ ra ngoài là thấy sức khỏe của mình ai cũng mong mong cho mau hết đi, mau hết về thật sự thì em cứ yên chí về rồi mấy anh chị sẽ giúp đỡ cho em thêm. Cái vấn đề sáng qua anh cũng đã nói rồi, cái vụ tiền còn lại cũng được 7 triệu mấy đó, 7 triệu mấy thì là tiền là tiền giúp xe đó, nữa mua xe cho em đi ha, mua chiếc xe cỡ 17 triệu rồi.
thằng kia hôm qua đó, nó chạy cái chiếc kia khi mà thôn ra không bả nhìn thấy nó màu xanh mực đấy, và nhìn chiếc xe nó ủa chiếc xe hôn da này tự nhìn thấy cứng quá à, cứng quá là dễ thương đi hỏi mới như nó mới 37 triệu mua cũ lại có 17 triệu rồi, thì vô cái salon mà nó có mua 17 triệu rồi. Đây là chiếc xe này là mua để làm cố được nè, để mình dành chạy chở cái này cái kia nó thấp nữa, cái gỗ nó hơi bè bè vậy nè, cái gỗ nó gắn ngoài trước nó hơi bè bè, kính hậu rồi nè, để chị hôn da xe nó chạy xe đó, cái hàng đó nó chạy, cái hàng đó nó chạy bền, nó chắc lượng. Nó thì mình kiếm cũ có không đó, có chứ, trong mấy chỗ tiệm cầm đó có, kiếm cũ có không thì bà mang điện thoại vô để mình coi cái YouTube của mình, thì là buồn chị mang vô không cho bác sĩ vô coi hề, bác sĩ nói sáng còn một tiếng hồ thôi, tối còn một tiếng hồ, trời coi căng thẳng đó hả? Rồi mình coi cái này mình nhẹ nhàng ra, biết anh mà bị bệnh anh bị nhốt quá không mệt hết, anh phải đi ra ngoài giao thiệp với mọi người, và đi ra cái ánh mặt trời đi, nắng sáng đồ rồi mình mới ăn hết bệnh mau hết, chứ bác sĩ kêu mà ở trong này hoài đâu hết bệnh đâu, có nắng mà được, thấy hơi hơi cảm thấy những người này cảm thấy hơi hết rồi đó, là cho thuốc qua về nhà uống đi, đặng đi tới đi luôn nói chuyện với người thân, đi ra ngoài kia nó gặp bạn bè đồ, đi ra ngoài đường ăn uống đồ mới có mới hết mau hết bệnh, chứ mà ở trong nhà hoài là không bị hết bệnh đâu. Chính xác, đúng rồi đó. Bởi vì tôi nói với ông bác sĩ, ông ơi tôi hết bệnh rồi, bốc thuốc nửa tháng tôi uống đi về nhà. Rồi trả lời sao? Thì về nhà để ông đẹp thang để bác sĩ coi, thì ông có một viên thuốc đó. Coi cái lộ trình của người ta. Đúng rồi, đang mất 1 phút. Thì chắc cũng phải mau rồi. Khoảng mất 2 phút xong rồi phải lên làm gì. Về em sớm còn Tết nhất. Đúng rồi, Noel này nè anh ơi. Noel này tới tháng rồi. Hết Tết hè. Chừng hơn tháng nữa tới Tết rồi, gán về bác sĩ cho về sớm trước Tết được không? Noel này còn ấy nữa chồng, 11 tháng 12 tới Tết rồi nè. Tết à. Tới Tây của mình, tới ta mình kìa. Tới ta, tới dưới còn tháng tháng mấy nữa hả? Tháng mấy tới Tết à? Giờ tính giờ ông Ngọc ở trong này gần 2 tháng rồi đó Ngọc. Còn 8, đại 7 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Gần 2 tháng rồi. Đi hết từng này, trong từng này về là vừa đó, ăn Tết. Tết nhất ngoài cho nó vui. Nhanh quá ha. Gần mấy 2 tháng rồi đó, gần 2 tháng. Nhanh đi vậy. Thấy cái hành trình của anh đưa em vào đây thấy nó cũng rất là vui, khả quan. Thấy ông Ngọc càng ngày càng xinh đẹp, không có ốm như đó nữa, ốm quá ốm chứ. Về còn cái bộ đồ để xếp ở trong cái thùng bự nè. Không có bao, lấy đồ cũ ra mà. Gì à? Đồ cũ nó mập hơn. Đồ cũ nào? Đồ cũ mấy cái đồ trên kia bỏ đi thôi. Đồ riêng này nó xe 26 nó mới nhưng mà nó cũng đẹp mà không vừa. Đồ mới nữa mà công mình mua. Đồ trong cái thùng bọc xanh nó còn mấy cái bự á, lấy bự ra mà đầm bự này mấy cái quần nông địa bự rất để cả mặt giáo sư mi đi cởi cha đó đi tết tới rồi biết sao giờ cứ sắm đồ kịp đâu chưa có mua bộ đồ nào tết nữa. Còn cái áo sư mi thì đợi quần trắng mặc áo đi mặc tết được rồi. Hy vọng mua 200 mấy năm thì hy vọng ra viện cái cô chú mình quân giúp đỡ mua quần áo mới rồi. Chào Ngọc có áo mới ăn Tết rồi, áo jean hả? Không, jean mua 250. Em được, em tự mua hả? Tao mua tao lựa. Ồ hay vậy? Đã. Này lựa nào? Mua lựa với Đình nè, ông Đình không bán. Cái đợt nói với ông Đình này, ông mới bán cái giá này chứ đi vô trong cái số gặp áo này chừng 500 mấy không. Áo jean thấy còn tốt mà. Không jean hơn, jean tốt. Jean tốt, mặn kịch hả? Rồi đi mua cái này để mặc ấm mặt. Ấm á, mùa này mới mặc ấm áo ấm vô. Sáng có mặc không? Mới đem vô hồi nào? Mới đem vô qua hay gì? Người sáng có mặc không? Mới bên anh thấy lạnh lắm á. Chuyện nào mặc thì mặc, chuyện nào không mặc thì đem ra mặc thôi. Tới cái mùa Noel rồi, tới mùa đông rồi. Mùa lạnh. Noel rồi, mùa Noel có mặc không bố. Mùa đông năm nay Chúa sinh vì ta. Noel năm nào tôi cũng đi mua quần áo, trên năm nay tôi không mua được, trời tức quá. Mua quần áo được một bộ thôi em mặc cho Noel. Noel mặc cái đầm đi đen, mặc cái đầm đen thôi, mặc cái gì kia là cái gì, trường xám. Trường xám à? Mặc cái áo len vô. Trước lúc ở ngoài Noel có đi chơi không? Dạ. Em á? Ở đảo ấm, không, đi
về dòng dẫn con đi chỗ đền. Đi đâu? Đình hả? Ừ. Rồi đặt là đặt cha không? Mở đâu có được con thèm. Hả? Bấm nút không? Đó nút kia kìa, nút kế bên đó. Ngoài hả? Nút ở dưới đó. Đây. Đây mở. Tại nó có mật khẩu. Mật khẩu. Ai con lại giờ nặng quá, ai con nhẹ nhẹ thì dễ đi. Mở con mình nói gì? Vậy trong thời đi xuống bầu, đồ ổn xuống lầu nè. Đã đi mua cơm. Xuống lầu làm gì? Cơm chứ, ăn cơm mới đi tập hay gì? À. Này Hồng Ngọc muốn xem lại video, cái video của mình. Ê, bữa cái nào vui vui ghê ha. Rồi ngồi trên phòng với hai ca ngồi nó đưa quay chơi. Thì trước tiên nữa em ra để giúp cho em cái xe trước đi. Ông chị... Nguyễn ông nói với tôi là ông giúp tôi mới nói nè. Giúp gì ông lấy 10 triệu đó tiền ăn tiền gì đó. Rồi chừng nào tôi ra ngoài viện hết viện, ra bệnh viện rồi đó bà đó bà cứ giúp thẳng cho. Thì chừng nào tôi ra ngoài thì biết gì nào. Tôi ra rồi thì ông có lại nhà quay hay không? Không có. Bà đây giúp thẳng cho tôi thì tôi tránh tôi thì nói thôi để tôi kêu cái bà này bà cho mượn 20 triệu không ăn lời tôi mua mẹ nó chiếc xe. Bây giờ hôm qua bà nói là ông Nguyễn nói là mua xe rồi thì ở chỗ anh thì vẫn còn tiền và đợi ra coi nếu mà anh Hường Quân có cho thêm cái đó bù vô mua cho Ngọc cho mẹ Ngọc cái xe luôn cho rồi để anh em khỏi nặng nề tiền bạc. Đúng rồi thì anh ấy là vậy đó, quay lên còn chỗ nào anh Hường Quân cho tụi anh thì cho tụi anh, cho gia đình thì cho gia đình, nó gõ gàng để tôi kênh mình lâu dần. Cái cơ của chị Diễm thì chị lấy lại, chị nói chị lấy lại. Tắt cái nói chuyện đi Ngọc ơi. Diễm đó là Diễm nào vậy? Diễm Hàn Quốc. Hàn Quốc đi Hàn Quốc hả? Ừ, chị ở bên Hàn Quốc. Chị giúp mua xe mà đi nè có mua rồi nên chị nói là chị sẽ lấy lại để mà chị giúp hoàn cảnh khác. Ừ. Thì anh Hiền sắp xếp để gửi tiền lại cho chị 4 triệu. À. Còn tiền của anh Lâm với chị Nguyệt thì vẫn giữ lại để giúp đỡ cho anh sau. Tắt đi anh. Được. Để nói chuyện hồi để hồi quay không nói chuyện được, mình không có nói được. Con này, cô bé này nó cũng đi ra đi ấy thế này. Thi hả? Thi gọi đu đủ. Ừ, thế đi từ thiện nha đó. Bé đó cũng quê ở đâu ta? Nó làm có tiền á, tự nhiên làm đưa tiền nữa má. Ông Việt Kiều bên Mỹ, ông chồng á. Ông về ông ở với nó luôn. Thế là ông nó người Mỹ mà. Thế là ông nguyên gốc ở bên Mỹ, thế là con bé này ở đây làm từ hai chồng làm được. Làm gọi đu đủ ngon mà. Cơn nhiều thì coi. Bé đó như ở miền Tây mình đi đó. Gà gà thì ngon không? Dạ đó thôi em ăn đi. Ăn đi rồi hắn đi tập. Ồ, bọn người gà gà có khoai tây nữa. Khoai tây chiên hả? Khoai tây chiên. Là cô đi mua cơm rồi hả? Đi bán gì bây giờ là phải dầu quá. Sao? Dầu mỡ. À, dầu mỡ hả? Mới bữa nay là ăn cơm rồi mới đi tập thể dục hay là thể dục về mới ăn? Có bữa ăn rồi mới đi tập thể dục, có bữa ăn đi tập thể dục rồi về mới ăn. Ừ. Thay nhìn thấy đi tập về ăn cũng hay hơn. Khỏe. Ăn rồi đi tập thì cũng được hơn, lỡ bổ không? Ăn rồi tập liền đau bụng, đau tử không? Ừ. Ăn rồi mấy liền hay đau tử? Nằm sớm như nằm quá thì nằm. Ừ. Nằm nhiều hơn rồi, mua cái mền 70 ngàn bạc, mền em bé. Ừ. Nó ngắn là vậy thôi, để dễ 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 để gọt. Ừ, tối vậy thì, tối cũng co lại đắp rồi. Hả? Tối cũng co lại đắp rồi phải không? Ừ, vui vui mày xong rồi, không biết sao vui vui.
Này có gì vui không Ngọc? Hả? Hôm nay trong này có gì vui kể thì nha. Giờ không có gì đâu vui. Không vui kìa. Sữa mà ông khớm gà, ông gà uống không? Không gà uống hả? Có. Có không? Có, không ít rồi. Uống bên kia cho. Uống bên kia cho để con. Bên nào cho nữa? Chùm buổi sáng. Ừ. Cho nửa đem về mấy ngày thôi. Chùm chóc không? Hả? Có chóc không? Chùm hả? Có nhiều thịt đâu. Bác sĩ tao uống rồi. Nhưng rồi ăn rồi, em có ăn bớt là không? Hả? Ăn bớt là không? Ăn bớt tự ăn nhiều rồi, nó mua từng cơm ra kìa. Làm thế ăn ngon mà không ăn lần hộp mấy cơm giờ ăn bớt không? Chịu ra thì ăn cơm. Ăn phần, ừ. Là phải ăn cơm. Nên là còn mấy xôi là gà cá nó mua rồi. Ừ. Chuối rồi mà. Đó. Cứ ăn thoải mái cho nên nó khỏe. Mình ăn thoải mái đâu, mình ăn nổi chứ. Bụng bừa. Không, cái bụng này giảm đi. Bụng vừa rồi. Bữa nay thành, bữa nay thành cô gái xinh đẹp rồi. Ấm ốm quá hình à. Ấm ốm không có gì chứ. Bữa nay có rồi, phải không? Nay là có đầy đặn rồi, được rồi. Yeah.